Nếu các bạn muốn giao dịch ngoại hối cùng Đông Đông TV mà chưa có tài khoản giao dịch thì bạn hãy thử tài khoản trên sàn Xnet này nha. Các bạn chỉ cần đăng ký tại link này bit.ly/DongDongTV/Xnet, sau đó ấn vào tạo tài khoản là xong. Ưu điểm của sàn Xnet này là giao diện dễ sử dụng, có tiếng Việt đầy đủ. Đã thế còn miễn phí phí qua đêm khi giao dịch vàng và có cực kỳ nhiều loại tài khoản cho bạn lựa chọn. Nạp và rút tiền thì cực kỳ là nhanh qua chuyển khoản ngân hàng nha. Cực kỳ là tiện lợi. Cho đến nay thì Đông Đông TV đã hoạt động khá là lâu trên Xnet và nhận thấy đây là sàn giao dịch ngoại hối uy tín. Ok nha. Uy tín luôn. Đông Đông TV đã giới thiệu thì quá là chuẩn đét luôn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đông Đông TV. Mình là Đông, đến với các bạn trong kèo thực chiến giao dịch vàng với phương pháp scalping semi auto. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với setup thứ hai, setup đánh thuận xu hướng H4 và M15, xác định xu hướng ở khung lớn và bám theo xu hướng đó. Entry mình sẽ vào ở khung M15 phút. Trước khi vào entry lệnh sell này, hãy nhìn qua biểu đồ vàng tuần vừa rồi và hãy cùng mình phân tích xu hướng của vàng trong khung thời gian H4 nha. Để phân tích đơn giản và dễ hiểu nhất theo lý thuyết Dow, xu hướng giảm sẽ tiếp diễn khi giá phá đáy và đóng cửa nến H4 ở sau đáy cũ. Vậy trong trường hợp này, H4 đã đóng thân nến dưới vùng 2030 và sau khi giá đã đóng nến ở dưới vùng này, thị trường đã cho mình xác nhận rằng thị trường tiếp tục giảm và kể từ thời điểm này, mình chỉ canh sell khi entry ở 15 đạt đủ yêu cầu. Để mà khung 15 phút đạt đủ yêu cầu thì sẽ phải qua 6 điều kiện của mình. Sau khi phân tích xong, mình sẽ báo lệnh này lên nhóm học viên của mình để cho mọi người chuẩn bị canh và có thể tính toán số lot cụ thể vào lệnh, phân chia lệnh như thế nào và điểm cắt lỗ. Thật ra thì trong nhóm anh em đều đã biết cách phân chia lot hết rồi, nhưng mình vẫn báo để cho anh em không để ý biểu đồ cũng có thể vào canh cùng luôn. Trong phương pháp scalping semi auto này, yếu tố quan trọng nhất là điểm cắt lỗ. Entry có thể sai vài giá nhưng cắt lỗ thì phải chuẩn. Vì yếu tố cắt lỗ là cắt ở điểm thị trường đi sai phân tích của hệ thống của mình, chứ không phải là cắt lỗ khi mà tài khoản không còn chịu đựng được nữa. Điểm sell của mình sẽ là entry ngay sau khi có cây nến giảm và volume bán cao hơn volume mua. Lúc đó thì phe bán đã nhảy vào thị trường, cho nên mình sẽ vào một lệnh ở giá 2032. Và nếu entry 1 của mình sai thì mình sẽ bán thêm một lệnh nữa ở 2038. Và điểm cắt lỗ chung của toàn bộ lệnh là 2048, tức là khi mà giá đi qua vùng 2040 và đóng nến bên trên 2040 thì giá vàng sẽ tiếp tục tăng tiếp, cho nên là mình đã đặt khoảng tầm 2048 cho chắc ăn. Và đúng như vậy, sau khi vào lệnh này thì vàng giảm luôn 100 pip, tức là 10 giá, và mình đã chốt luôn ở 2022, đúng như phân tích luôn. Chờ đợi thì hơi lâu một chút, nhưng mà kết quả thì rất là đáng để chờ đợi nha mọi người ơi. Mình có vào một lệnh ở vài tài khoản cá nhân khác và mình có dự tính vàng sẽ giảm khoảng 200 pip, tức là khoảng 20 giá cơ. Nhưng mà hôm thứ 6 sẽ là tin non farm, cho nên là mình đã chốt lãi sớm để đề phòng thị trường có biến động mạnh. Và đó là lệnh bán vàng của mình trong tuần vừa rồi với anh em học viên trong nhóm. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video phân tích kèo vàng này của mình. Và nếu các bạn học được một cái gì đó ở trong video này thì đừng quên like và subscribe để theo nhiều kèo hay hơn trong tương lai nhé. Ok, trước khi vào kèo tiếp theo thì đây là cách bạn có thể xem bản thuyết trình về chiến lược cũng như cách mình sử dụng phương pháp ở đây. Bạn ấn vào mô tả của video, lướt xuống dưới một tí và ấn vào bio link và đọc ngay mục 1 và 2 như thế này.